Dạ, sau khóa học thì em học được nhiều thứ, như là em có thể tự xây dựng một cái kịch bản hoàn hảo hơn và tối ưu được cái thời gian quay được nhiều kịch bản cùng một lúc. Thì qua hai ngày học thì mình thấy là đã biết cách để mình xây dựng được một cái video bán hàng đúng kịch bản và thu hút được khách hàng. Đó là một cái giá trị rất là lớn mà mình học được. Và cái điều đặc biệt nữa là anh Sam không chỉ là đơn giản chỉ về quay dựng video mà anh ấy còn hướng dẫn cho mình là cách là xét kiến thức thêm về TikTok Ads để có thể là chúng ta hoàn thiện một cái kỹ năng, có thể là build kênh hoặc là mình có thể quay dựng và mình có thể quảng cáo ngay sau khi mình học khóa học. Thì thông qua khóa học này em thấy là cái giá trị nhất đối với em là cái cách lên kịch bản, cái cách làm sao mà trình bày bao nhiêu giây đầu để thu hút sự chú ý của khách hàng, rồi cái thân bài ra sao, cái kết bài, cái CTA nó như thế nào. Thì cái đó đối với em trong khóa học này là quan trọng nhất. Anh Sam và cả anh Việt nữa đã mở ra được tất cả những cái việc cần phải làm để có thể triển khai được trên TikTok, cũng như nói riêng, cũng như là bắt đầu quay dựng một cái video để giúp cho việc bán hàng trở nên tốt hơn nói chung. Từ đó thì team cũng cảm thấy rằng là sẽ có thể hướng tới năm sau với rất nhiều việc có thể làm được.